Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu của Jacquemus. Thì cái em này là cái phiên bản nó sẽ to hơn cái phiên bản mà 18 cm mọi người ha. Đây là cái tên của nó nè, Le Grand Bambino. Đó, và cái em này là size 22 mọi người ha. Thì lúc nào Jacquemus nó cũng sẽ có một cái bọc ni lông và một cái dust bag mọi người ha. Và đây là cái dust bag của nó mọi người ha. Nó cũng sẽ có cái chữ Jacquemus ở đây. Thì cái dust bag sẽ làm bằng cái chất vải mọi người ha, vải như là vải bố vậy mọi người. Nó không có êm như là những cái chất vải khác. Và bên trong là một cái túi. Đây là cái size 22 mọi người nè, size 22 thì nó sẽ giống như là nó sẽ to hơn một xíu và nó sẽ nhìn nó sẽ hơi bị hình hình chữ nhật một xíu mọi người ha. Đây là cái logo của Jacquemus mọi người nè. Nó sẽ làm bằng cái dạng như là giả cổ mọi người ha. Thì nếu mà cái hàng pha ghe mọi người cái chữ phông chữ rất là xấu và cái màu nó sẽ bóng lên mọi người. Thành ra mọi người để ý cho mình cái này ha. Còn tất cả còn lại giống như là cái bản 18 cm thôi, nhưng mà cái 18 cm thì kiểu như là nó sẽ làm nhỏ gọn hơn, nó sẽ khác hơn một xíu, cái quai thì nó cũng sẽ ôm hơn một xíu mọi người nè. Mà mặt trước thì nó cũng sẽ là một cái phần chỉ may mọi người nè ha. Cái mặt sau nó cũng sẽ có một cái ngăn này cũng khá nhỏ, là các bạn đựng được thẻ thôi chứ ít được đồ lắm. Bên hông cũng có một cái móc mà mọi người nè ha, hai bên hông có đồ có móc hết. Ở dưới cũng là dạng như làm hõm lên, tuy là nó là 23 hay là 22 cm, nhưng thật chất thì bên trong nó sẽ nhỏ hơn một xíu nha mọi người. Thật ra mọi người để ý cho mình một xíu. Bên trong nó sẽ có một cái khóa dạng như là khóa hít, giống như là những cái phiên bản size 18 luôn mọi người ha. Khóa hít nè mọi người nè. Ở trong nó sẽ có cho các bạn một cái sợi dây nè, các bạn đeo. Ở bên trong mọi người nè, ngăn nó khá là rộng mọi người ha. Nó sẽ có một cái ngăn được thẻ ở đây, nó có cái tag của nó mọi người nè. Đây là cái tag da của thằng Jacquemus. Cái bên trong rất là rộng, các bạn có thể đựng iPhone 14 Pro Max thoải mái mọi người ha. Đây là iPhone 14 Pro Max nè. Nó có cái ốp lưng luôn mọi người nè. Các bạn để điện thoại vào là nó sẽ vừa và dư luôn mọi người. Nó sẽ rất là rộng nha, các bạn đựng thêm ví, đựng thêm son phấn cũng được luôn. Quay lại phần dây da thì mình sẽ có một cái cọng dây. Đây là cái dây của thằng Jacquemus mọi người nè. Nó cũng sẽ có một cái logo Jacquemus ở đây, các bạn nhìn ha. Đó, thì cái dây này, cái da của nó cũng là cái da giống như là cái da túi mọi người nè. Thì theo mình thấy á, cái thằng Jacquemus mọi người nó làm cái logo hay là những cái phần kim loại á, nó sẽ không có bền giống như là những cái thằng hãng khác. Lúc trước mình có làm một cái em mà phiên bản mà có cái quai mọi người, thì khi mà mở ra thì cái em này nó bị oxy hóa nhẹ nhẹ mọi người. Còn em này là mới nha, nhưng mà thật ra nó là vẫn là hàng mới, nhưng mà tại vì do là để lâu mọi người nó cũng sẽ bị oxy hóa. Đây mọi người, thì khi mình gắn vào mọi người nó sẽ như vậy mọi người ha. Thì mình thấy nói chung là cái size này mọi người các bạn có thể đeo cũng được nữa mọi người, nó rất là vừa tầm nha, nó không có bị quá to mọi người. Mình xách cũng đẹp nè, mà các bạn đeo cũng đẹp luôn. Còn có một cái size nữa, size 26, size 26 rất là to luôn. Thì cái đó là size khổng lồ rồi, các bạn có thể kẹp nách nó sẽ ok. Còn cái em này là các bạn có thể xách đi cũng được nè, các bạn đeo chéo cũng ok luôn mọi người ha. Cái dây này nó làm cũng vừa tầm với lại cái túi mọi người, thật ra là nó không có bị thô. Đó, vào đây. Thì cái em này với cái mức giá cũng mười mấy triệu, thì với mình thì mình thấy cái mức giá mười mấy triệu của thằng Jacquemus á, thì do là cái túi này, cái hãng này nó làm cái chất liệu nó cũng bình thường thôi mọi người, thành ra là cái giá trị của nó sẽ không có bằng cái chất lượng mà nó mang tới. Nhưng mà do nó là đẹp, nó thiết kế đẹp, đơn giản và độc lạ, thì các bạn cân nhắc trước khi mua cũng được mọi người ha. Với những ai mà đam mê hãng Jacquemus này á, thì họ sẽ sưu tầm rất là nhiều luôn. Còn về những cái chuyện mà cái này nè, các bạn xài một thời gian sau á, nó cũng sẽ bị oxy hóa hay nó sẽ bị hao mòn theo thời gian. Còn về cái chất da của thằng Jacquemus á, các bạn nên nhớ là các bạn tránh nước nha mọi người. Tránh khi mà đi mưa các bạn đừng để cho nước nó rơi vào, hay là các bạn về các bạn bỏ những cái gáy chống ẩm á, để cho nó sẽ bảo quản cái túi của mình tốt hơn. Thì bên mình đang có màu trắng, màu đen và những cái size nhỏ luôn. Nếu mà các bạn thích, các bạn có bất kỳ mình sẽ báo giá cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, thích cái túi này, mọi người cho mình một like, nhớ subscribe kênh của mình, bấm chuông thông báo bên để nhận những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim bên TikTok. Rồi, bye bye mọi người.